Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa bà con và quý khán giả, hiện nay thì kinh tế xã hội phát triển, đời sống của người dân cũng được nâng cao và bữa ăn trong gia đình cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn, đặc biệt là đối với những người mà có nhiều cái mối quan hệ giao tiếp thì phải thường xuyên tham dự những cái buổi tiệc tùng. Và tất nhiên những buổi tiệc tùng này thì có nhiều cái thức ăn giàu chất đạm, giàu chất dinh dưỡng, thì dẫn đến là cái dễ dẫn đến những cái tác dụng phụ, hoặc là bị béo phì, hoặc thừa cholesterol, hoặc là tăng huyết áp, vân vân. Tuy nhiên có một cái căn bệnh thời thượng được nhiều người nhắc tới, đó là bệnh gút. Và bệnh gút nó như thế nào? Những ai thì mắc bệnh gút, cái cơ chế nó lan truyền bệnh ra sao? Chương trình hôm nay thì chúng tôi giới thiệu Lương Y Nguyễn Công Đức, là giảng viên của khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ giải thích cho chúng ta rõ hơn về bệnh gút. Xin chào Lương Y Nguyễn Công Đức. Thưa Lương Y Nguyễn Công Đức, gút thường gặp ở phái nam và những người trung niên thì gặp nhiều hơn. Và gút như thế nào và tại sao những đối tượng này là thường gặp ạ? Vâng, gút hay còn gọi khác là thống phong, thì thống có nghĩa là đau, còn phong có nghĩa là di chuyển, nó là gió mà cho nó đau hết khớp này tới khớp kia. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt là tự nhiên sau một buổi ăn thịnh soạn ở những người mà tiền sử đã bị gút, thì tự nhiên hai cái ngón chân cái nó đau, nó sưng tấy lên và nó đỏ lên, mà thậm chí là đi không được nữa. Thì đó là mấy cái ông bị gút. Thế tại sao ông bị vậy? Thì coi như là lâu dần, mỗi ngày cái acid uric ở trong máu nó cứ tồn tại. Người ta cho có 7 thôi mà có người tới 18, 19 đó, là cái số mà acid uric nó cao. Phát hiện cũng rất là dễ, khi mà thấy nó hay đau các cái khớp nhỏ thì lập tức đi thử máu, và người ta phát hiện, ta thử cái acid uric thì người ta thấy acid uric cao, thì đó là người bị gút. Thế giờ nguyên nhân ở đâu mà đưa đến vậy? Những người mà hay ăn nhậu ha, uống nhiều rượu bia, mà ăn nhậu mà thích ăn những cái phủ tạng, thí dụ như là vú dê chẳng hạn nè, nói này là không phải đâu, mấy ông la là không có được ăn, nhưng mà đó là cái nguyên nhân, như là gan nè, rồi đồ lòng, trong đó nó nhiều purin là cái mà nó sẽ chuyển qua cái cholesterol, rồi nó sẽ chuyển qua cái acid uric. Và có một cái liên quan mật thiết nữa là cái acid uric không phải nó, nếu nó tụ ở các cái khớp thì nó thành ra là gút, nó là thống phong. Nhưng mà nếu như nó tụ trong thận thì nó lại là sỏi thận. Cái đó cái mà nguy hiểm, nó liên đới giữa hai cái với nhau. Cho nên đừng có nghe nói rồi thôi không sao đâu, để tôi từ từ rồi acid uric nó giảm. Nhưng mà rồi còn cái sỏi thận thì tính sao đây, nếu khi nó đã hình thành. Thì đó là cái nguy hiểm. Như vậy thì cái nguyên nhân đưa đến là do chế độ ăn uống, mà ăn nhiều những cái phủ tạng động vật, uống nhiều rượu bia. Và các loại hải sản thì có liên quan gì đến cái gút hay không ạ? Vâng, thì đầu tiên người ta thấy là nó có liên quan, nhưng thật sự tác nhân chính lại là phủ tạng động vật chứ không phải hải sản. Hải sản là khi đã bị rồi ăn hải sản nó bị hơn, tức là nó tích tụ lại những cái đạm. Thí dụ như nếu con tôm không phải mình sang, nhưng mà lỡ mà đã bị gút rồi thì cũng được ăn, nhưng mà rứt cái đầu bỏ ăn cái mình thôi. Chính những cái gạch ở trong cái đầu nó tạo cholesterol nhiều và cái acid uric nó tăng hơn. Thường là gút á, thấy hay tập trung ở các cái khớp tay, khớp chân. Vì sao nó lại tập trung ở những cái vị trí đó? Vâng, đó là cái nơi mà xa nhất của cơ thể. Mà một khi nó đi rồi, nó đem tới rồi thì nó gửi ở đó, thì nó không có lấy lại để nó đi các chỗ khác. Mà như ta biết thì nó là acid uric, là cái chất mà nó, nếu mà đi soi lên kính hiển vi ở những người mà có những cái cục mà nó u to lên, ta gọi là cục tô phi á, thì người ta thấy nó có những cái tế bào hình kim, thì nó chính là cái uric. Cái uric là cái muối, mà một cái gì muối thì nó mà nó nặng, cho nên nó đưa tới rồi thì coi như nó đâu có nó mang đi được, tới đó nó gửi đó thôi, rồi máu nó tự đi. Cho nên những cái khớp mà nó dễ bị, và cái cơ thể mình là theo cái chiều đứng, cho nên khi mà nó xuống tới chân, tới hai ngón cái nó gửi đó luôn. Như vậy là đến khi mà thấy các cái khớp chân, khớp tay mà nó đã sưng phù lên rồi là cũng đã đến giai đoạn nặng rồi. Còn nếu trước đó mình phát hiện sớm thì có cái dấu hiệu nào hay không? Dấu hiệu mà phát hiện sớm có nghĩa là tự nhiên sáng ngủ dậy mình thấy mình mệt mỏi, đi không được, bước chân xuống thì nó đau, mà nhất là hai ngón cái, rồi các cái khớp kia nó đau.
thì mình nghi ngờ là bị thấp khớp. Nhưng mà khi đi thử máu thì chắc chắn là bác sĩ sẽ cho một cái chỉ định của mình là acid uric. Nếu acid uric tăng cao nghĩa là bị gout. Như vậy là gout đối với Tây y thì có thể là dễ dàng điều trị tức thời. Còn đối với Đông y thì có cách nào chúng ta hạn chế và điều trị cho nó dứt điểm không? Như vậy thì dù cái giai đoạn cuối hay là cái giai mới mắc hay là đã nặng thì cái triệu chứng nó là đau. Như vậy thì để giảm đau thì Đông y có một cái bài thuốc mà tôi xin giới thiệu ở đây để giúp cho quý ông mà lỡ có bị gút, tức là thống phong, thì cái acid uric nó giảm xuống. Một khi acid uric giảm xuống có nghĩa là cái phác đồ điều trị về gút là nó đáp ứng tốt đối với cái bệnh nhân đó. Thì để giảm acid uric thì tôi cũng xin trở lại là bằng lá sake. Cái công dụng của sake là khi uống vào là nó đi tiểu. Mà có một cái đặc điểm là người ta đang đau như vậy á, mà chỉ riêng lá sake thôi, uống 4 ngày liền, mỗi ngày như vậy là 100 gram, tức là khoảng 2 lá này. Thì tới ngày thứ 2 là thấy nó đỡ đau. Nó chỉ đỡ đau thôi nhưng mà nó không có triệt để. Thì xin thêm cái nữa lại là đậu bắp. Đúng ra cái bài thuốc này là trị tiểu đường, đầu tiên là ổn định đường huyết. Nhưng mà lại cái người ổn định đường huyết lại lại bị luôn cả gút thì lại thấy cái gút nó cũng hết. Cho nên tôi cũng giới thiệu luôn là trong cái điều trị gút là cái thống phong là cái đậu bắp. Thực ra trong đậu bắp nó làm giảm cái đường ở trong huyết xuống, nhưng mà trong cái bệnh gút thì nó lại tham gia trong cái việc lợi tiểu, và nó tham gia trong cái việc mà nó làm cho giảm bớt các cái urat, mà cái nhóm oxalat canxi nó cũng giảm và cái acid uric cũng giảm. Rồi cái lá thứ ba tôi xin giới thiệu lại là lá ổi. Thực ra mình nói là chắc ở trong ổi có tannin thôi, nhưng mà nó hỗ trợ trong cái việc chuyển hóa, nhất là các cái mỡ, cholesterol rồi lipid, nó giải quyết rất là tốt. Cho nên phối hợp giữa lá sake là 100 gram, đậu bắp là 100 gram, lá ổi lúc này phải mạnh dạng là 50 gram, phải 50 gram thì cái hiệu quả nó mới tốt, cái lá non thế này. Rồi bỏ chung vô nấu với 1 lít rưỡi nước, còn lại 1 lít uống cả ngày đối với cái bệnh nhân bị thống phong, tức là bị gút. Thì đến ngày thứ 2 là coi như là ổn định, không có đau nữa. Còn có một cái xử lý trong trường hợp mà ta gọi là cấp tính, tức là tiền sử bị gút, rồi lỡ ăn hải sản, tôm, cua gì đó, nghêu sò, ốc hến, cái bị đau quá, chịu không nổi. Mà bữa nay lại 5 giờ chiều lại có một cái đám cưới nữa, mà 9 giờ là ông nằm một đống, nghĩa là không có đi được. Thế bây giờ để giải quyết cái này xin thưa, trái dưa leo, còn gọi là dưa chuột ha. Nếu như ăn được thì ăn nửa ký, không được thì là sắc nhỏ ra rồi ép lấy nước hay là xay như sinh tố. Uống nửa ký là uống cả ngày. Thế 9 giờ uống thì tới 4 giờ chiều là đứng dậy đi bình thường. Nó độc đáo của cái dưa chuột đối với cái bệnh gút là coi như nó giải quyết, là nó giảm đau trong bệnh nhân bị gút mà đang sưng nóng đỏ đau. Nằm một chỗ nghĩa là lê không được, nó bò nó chứ đừng có nói, nhưng mà uống xong nửa ký là đứng dậy đi. Thế nhưng mà rồi để giải quyết cái gút này thì làm sao? Tại vì trên mạng cũng có cái bài này, tôi phổ biến cũng hơn 10 năm nay. Thì bà con, nhất là mấy anh em bị gút là cũng cứ hỏi hoài, tôi nói thôi không có gì hết thì thôi thì cứ dưa leo. Mà hễ mỗi lần mà đau, mỗi lần ông chờ đau rồi ông ăn dưa leo thì coi bộ nó phí quá. Thì thôi thì ngày nào cũng, nếu mà lỡ ăn cái gì đó thì cũng thêm cái dưa leo. Có lẽ là thí dụ như các cái món gỏi, thấy không? Để ý bà con mình như gỏi cá sặc, gỏi cá lóc cũng dưa leo vô à, phải không? Cái gỏi gì cũng có dưa leo hết, thì phải chăng dưa leo nó cũng hỗ trợ trong cái món ăn đó, để nó tương tác như thế nào đó, nó giải được những cái mà gọi là độc tố cho cái bệnh gút này. Như vậy là những người mà bị gút sau khi chữa liền, có thể đi đứng được liền, thì tiếp theo đó là vấn đề ăn uống cũng phải kiêng cử, đúng không ạ? Đúng như vậy, cái đó là cái vấn đề cơ bản. Da gà là làm ơn né ra, ăn phở thì đừng có nước béo, rồi da heo là né, mỡ động vật là không có được dùng, nhất là phủ tạng động vật. Phủ tạng động vật là gồm có lòng heo nè, rồi những cái gì mà nghĩa là bổ mà mấy ông nói đó ha, rồi gan heo vân vân, vì trong đó nó nhiều purin. Cái purin này nó sẽ chuyển qua các cái dạng khác, ví dụ như lipid cao, cholesterol xấu nó cao, acid uric nó tăng trong người bệnh gút. Nói chung các cái thì thôi, trong ăn uống là làm ơn né mấy cái này, và đồng thời là giảm mặn, tức là ăn nhạt nhạt để nó không có kết hợp lại, nó làm cho sơ mỡ mạch, nó dẫn tới là huyết áp cao.
Thưa bà con và quý khán giả, rõ ràng là gút là một bệnh lý cũng khá phức tạp và nó sẽ gây bất lợi, gây tổn thương ở các cái khớp chân, khớp tay, đi lại khó khăn và đặc biệt là rất đau. Ai mà đã bị gút một lần rồi thì nhớ hoài là cái gút đó nó làm cho chúng ta cử động cũng rất là khó khăn và đi đứng, di chuyển nó bất lợi lắm. Cái bài thuốc rất là đơn giản mà Lương Y Nguyễn Công Đức vừa giới thiệu với chúng ta rất là dễ tìm, đó là lá sa kê, lá ổi và đặc biệt là cà bắp hay là trái đậu bắp, hầu như là có mặt ở tất cả mọi nhà trong các bữa ăn hàng ngày, trong canh chua cũng có. Thì những cái loại trái lá này rất dễ tìm. Và một cái trái nữa quen thuộc đây là trái dưa leo, và có thể là chị trị cấp thời, chữa cấp thời và chữa cháy cấp thời khi mà chẳng may bị gút mà không đứng lên được, mà chúng ta muốn có công việc, muốn đi, muốn đứng thì dùng trái dưa leo này. Toàn là những cái lá rồi cái trái cây mà dễ tìm. Và qua cái bài thuốc, qua kinh nghiệm hôm nay thì những người mà có cái nguy cơ bị gút chắc có lẽ là cũng nên ghi vào sổ tay để chúng ta có thể là chữa ngay tại nhà. Còn những ai đã có tiền sử bệnh gút thì cũng ghi nhận cái bài thuốc này để chúng ta có thể là sắc uống mỗi ngày, hạn chế cái axit uric làm cho gút không phát triển nữa. Và nếu mà tiến tới mà để trị dứt điểm thì kết hợp với cái bài thuốc này, và chúng ta cũng nên đến thầy thuốc để có một cái lời khuyên thỏa đáng. Đặc biệt một cái khuyến cáo cuối cùng đó là nên kiểm soát cái chế độ ăn uống. Đến đây thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt cùng bà con và quý khán giả. Hy vọng là chương trình hôm nay đã cập nhật thêm một số kiến thức bổ ích cho những ai có nguy cơ bị gút. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.